Ý đồ chính trị của USCIRF qua chiêu bài bảo vệ tự do tôn giáo. USCIRF là cụm từ viết tắt của tổ chức có tên là Ủy hội của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có trụ sở ở Washington DC. Tổ chức này tuy được chính phủ, quốc hội Hoa Kỳ lập ra, vận hành và tài trợ nhưng lại tự khoác cho mình sứ mệnh theo dõi, giám sát tự do tôn giáo trên thế giới. Tại kỳ lạ hơn nữa, để lọt vào danh sách theo dõi của tổ chức này, hầu hết phải là mục tiêu mà Hoa Kỳ đã xác nhận là quốc gia cộng sản như Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Bắc Triều Tiên hay các quốc gia bị Hoa Kỳ dán nhãn độc tài cần can thiệp về chính trị như Iran, Sudan, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Các nước được USCIRF đưa vào diện theo dõi, giám sát về tự do tôn giáo, USCIRF chỉ chọn lọc thông tin tiêu cực từ số vi phạm pháp luật của Việt Nam để đăng tải, bảo vệ. Thật khôi hài, mang danh giám sát tự do tôn giáo thế giới nhưng lại đặt cách chỉnh ngược mình, cả quốc gia đồng minh của mình và giám sát một cách có chọn lọc, như vậy là đã rõ. USCIRF đơn giản là công cụ Hoa Kỳ lập ra để cho mình phải quyền can thiệp vào các quốc gia mà họ đang cần lý do để can thiệp. Nói cách khác, đây là tổ chức chuyên giở trò xuyên tạc, bơm điệu tình hình tự do tôn giáo của các nước để Mỹ có thể áp dụng những lệnh trừng phạt nhằm phá hoại hoặc thực hiện những mục đích chính trị trong mối quan hệ với các nước mà Mỹ cho là ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Mỹ. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ đều liệt kê 10 nước vào danh sách cần đặc biệt quan tâm CPC về tự do tôn giáo, hiện là Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên, Iran, Eritrea, Sudan, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, và thông qua vấn đề xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, lấy danh nghĩa bảo vệ quyền tự do tôn giáo của công dân các nước này, Mỹ hoàn toàn có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc cấm vận, điều mà Mỹ vẫn thường làm từ trước đến nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này, nhưng USCIRF hàng năm đều cho ra báo cáo và kiên trì đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách nói trên. Nếu không hiểu rõ, nhiều người vẫn còn có thể hiểu nhầm về bản chất của việc Mỹ bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Họ có thể bị lừa dối rằng đó là một việc làm tốt, có trách nhiệm của một quốc gia là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà không nghĩ rằng đó là thứ vũ khí lợi hại và là chiêu trò của Mỹ. Trong khi ở chính nước Mỹ, theo cuộc khảo sát về tự do tôn giáo năm 2020, có đến trên 52% người theo đạo Hồi, 42% người Do Thái, 46% người theo đạo Tin lành so với 27% người theo đạo Tin lành chính thống, 36% người Công giáo và 40% người Mỹ liên kết với các tôn giáo khác cho biết tự do tôn giáo của họ đang bị đe dọa là quốc gia tự hoặc áo quan tòa về tự do tôn giáo thế giới, mà đa phần người dân của họ còn đang thấy tự do tôn giáo của tín ngưỡng họ đang thờ phụng bị đe dọa. Thì liệu chính phủ, quốc hội Mỹ đã giúp cho dân chúng nước mình có tự do tôn giáo chưa? Nguyễn Biên Cương.